Xeo cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó theo anh mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là tắt thông báo của những cái ứng dụng mà chúng ta ít dùng đến và chúng ta cũng không muốn xóa ứng dụng đó ở trên cái chiếc điện thoại samsung nhé mọi người nhé hoặc là những cái ứng dụng chơi game của con cái chúng ta à, khi mà chúng tải game về điện thoại như này và chúng ta cũng không muốn xóa ứng dụng này bởi vì con cái có thể là mượn điện thoại của chúng ta bất cứ lúc nào nhé mọi người nhé và mình cứ xóa đi thì chúng lại tải về đó hoặc là những cái ứng dụng à, đơn giản ví dụ như là những cái ứng dụng coi này của mình này đó và mình rất ít sử dụng đến nhưng mà hàng ngày thì nó có rất nhiều thông báo về cái điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé và gây đến làm phiền cho chúng ta. Rồi ok đầu tiên ở trên cái chiếc điện thoại Samsung thì các bạn sẽ truy cập vào cái phần cài đặt điện thoại cho mình nhé. Rồi tiếp đến các bạn sẽ kéo xuống à, các bạn sẽ tìm đến cho mình cái phần là ứng dụng nhé. Rồi lúc này nó sẽ hiện ra tất cả những cái ứng dụng ở trên cái chiếc điện thoại của các bạn nếu mà các bạn muốn tắt cái thông báo của cái ứng dụng nào thì các bạn sẽ kéo và tìm cái ứng dụng đó hoặc là chúng ta có thể là kích vào cái phần kính nút để chúng ta tìm kiếm nhanh nhé ở đây mình sẽ tìm cái ứng dụng phần mềm là Mac này rồi mình sẽ kích vào ứng dụng đó nhé rồi ở đây các bạn sẽ chọn đến cho mình cái phần là thông báo nhé hiện tại mình đang để cái trạng thái là cho phép và hiển thị thông báo thì ở đây lúc này mình sẽ tắt đi nhé mọi người nhé đó và mình sẽ thoát ra này Cái ứng dụng này thì mình có dùng Và mình rất ít dùng đến Nhưng mà này cũng không thể xóa được nhé mọi người nhá Nếu mà bạn nào mà chơi coi Thì các bạn cũng có thể đã biết cái ứng dụng này rồi Ở đây thì mình sẽ kéo xuống này Lúc này nó sẽ không còn thông báo Và thông báo của cái ứng dụng Make này đã bị cái điện thoại của mình chặn rồi nhé mọi người nhé Rồi ok Thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là tắt thông báo ứng dụng Ở trên cái chiếc điện thoại là Samsung nhé mọi người nhé Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và úi cho mình một like đăng ký nhé Và chia sẻ video giúp mình